Đây. Đây. Rồi. Phát trực tiếp luôn. Đấy đấy đấy, trực tiếp luôn. Chậu hoa dành cho ai không? Chậu hoa dành cho một người và hai người phụ nữ rất là xinh đẹp. Này. Cứ nói đến tên là lại ngại. Với là ngại gì, mình sinh thì phải để cho thế giới thiên hạ người ta biết là mình sinh chứ. Phải lên đẹp hoa thế là đẹp. Đấy. Đẹp chưa này? À, đẹp nhỉ. Không phải cái từ từ cái nụ cuối cùng nó vẫn búp búp là nó đẹp. Nó mới chớm nở đây này. Tầm tầm như thế này là đẹp lắm. Thì đấy. Cứ coi như là ngay chỗ bà bia đây thôi, chị chỉ đợi 5 phút thôi là xe quay lại. À, Hồ Điệp ạ, à, chị Khuyên ơi. Chị Khuyên ơi, nó có mấy loại đấy chị Khuyên ạ? À? À, thì em nhắn tin iPhone cho chị, iPhone giá cho chị. Hôm nay cháu ơi, quay lại xong rồi chở đi hai chậu nữa. Chị đi đâu nhà chị nhỉ? Thì Lan 2 với lại là Đông Thọ. Không, chắc là nó chỉ lấy 100 thôi chị ạ. Đấy, như hai nơi 100. Hai nơi 100. Nên bảo nó đằng vắng thay thì bảo nó. Để em bảo cho. Bây giờ quan trọng là phục vụ khách nhà em. Đấy thì đúng không? Đấy. Nhỏ rẻ một tí. Chị ơi, một chút là em. 100 là ok thôi mà. Vâng. Em hỏi đi. Rồi. Xong rồi chị chờ. Vâng, chị chờ đi xong rồi em bảo cho cháu chở cho. Em bảo là cháu chở, chị cứ yên tâm. Đây, người rất là đẹp. Đấy. Màu sắc sáng sủa, cây cối đẹp đẽ, quan trọng như này. Quay lên cái màu máy của người ta. Màu máy của người ta là màu máy Oppo. Người ta không có tiền, người ta dùng cái này. Còn các nàng cứ dùng iPhone. Không được. Cây này không đủ. Đấy, không phải cái hàng lưỡi đỏ này là nó đẹp. Quân ơi, trồng hộ cho chị chậu 9 cây vàng nhá. Rồi hai. Cảm ơn hai chị nhá. Gần đi. Bố ơi, cái chậu đây là trồng cho chị là 6 cây. 8 cây à? 8 cây thì không đủ vậy. 8 cây. Bố lấy chậu to đây này. Không, chị bảo lấy chậu này. Chị bảo chậu này bố ơi. Sao lại không ưng? Chị thích lấy chậu này mò. Chậu 8 cây đây này. Em hỏi cười lại cô coi cô có ưng không? Vừa lấy lúc hôm nay hàng này thì là cũng gần gần như là gần hết từ này. Cháu ơi, cháu dẹp vào đây cho cô với này. Dạ. Dẹp dần vào đi. Dẹp một đường đi ạ. Ừ, vì bây giờ hết rồi còn. Dạ, 500 gì ạ. Vâng. Này, sang năm có khi chơi cũng bằng tiền kia chứ đúng không? Vâng, nhưng cái này nó thanh tao, nó trông rất là đẹp đó, luôn. Đó thì chị có nghĩa là chị lấy 4 mũi thì cũng bằng là đấy. Vâng. Hàng đấy thì bây giờ nó đi từ từ thôi. Ô, anh phải nói nó chứ. Không có ai cả giữ à anh. Để anh gọi điện cho Quân đi, bảo là nó đi chạy chậm thôi đi anh. Đây, nhớ chồng đi nhá. Thôi bố cứ để đó, tí bọn Quân về chồng nha. Ấu nếu ấu thì mình không thuê nữa. Thế thì là phải làm cẩn thận chứ. Ông ơi, ông làm cho tôi 36 bông và bông xanh cốm cho khách nha. Em bảo đi từ từ thôi, đi sóc sau kìa. Ngã ngửa ra đấy. Khách người ta đã trả hết tiền rồi mà cuối cùng là hỏng của khách là chết dở. Đâu chậu của chị đâu? Hai chậu. Chậu này với chậu kim cương à? Nhà đấy khách đi khách lấy. Vâng. Chơi mãi một loại. Chơi nếu mà mình chơi một loại thì nó cái đó thì nó có hương thơm chị ạ. Thơm mà nhẹ nhàng.
Mà em là em cứ phải giữ từ lâu lâu rồi. Cứ khoảng độ tầm lúc khi mà nụ đang còn nhỏ đấy. Đây là chậu của chị đây hả? À. 21 cây. Thực ra thì những cái hàng này, đây là vàng mỹ nhân này, cho nên là màu rất là đẹp luôn. Mà chơi mấy năm rồi là cũng thấy chán chán. Nhưng mà người ta vẫn không biết là sẽ là chơi như nào cho nó hợp lý cả. Đó. Vì thực ra là nếu mà chơi bây giờ chỉ có hoa lan này là nó bền thôi. Các màu khác thì nó đó chị thấy đó. Các loại khác ví dụ như hoa cắm chẳng hạn. Mình chơi có một ít cái là mình đã chán rồi. Đây là những loại này rất là bền em ạ. Là những cái hàng này là bền lắm. Đây là chậu. Hầu như là khách đặt gần như là hết rồi. Giờ chỉ có đến ngày là người ta bốc thôi. Nên bọn em không chuẩn bị trước á chị. Rồi đến cái lúc nhất là thứ bảy chủ nhật tuần này này. Thứ bảy chủ nhật đông lắm. Thứ bảy chủ nhật tuần này là nhiều người ra bốc lắm. Phải đến hai mấy chậu luôn á. Mà đây thì cũng chỉ có hơn 20 chậu thôi mà. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 chậu, 31 chậu. Mà trong lúc của chị 2 chậu là, 32 chậu của khách. 3 chậu lấy ngày hôm nay. 3 chậu lấy ngày hôm nay. Và còn đâu là đến thứ sáu hết, thứ sáu với thứ bảy. Dạ có mà bảy. Vâng, cũng không còn để bảy. Nói thật ra là những cái đây mình làm trước thì mình đỡ mệt chị ạ. Khách bây giờ người ta cứ mang chậu ra thôi mà. Vâng. Một năm rồi chẳng nhẽ lại. Vâng. Nếu mà chậu mà đang còn đẹp á là em sẽ đổi luôn cho chậu khách lấy chậu mới. Bao nhiêu tiền một chậu? Hà Chuyên Trần ơi, nó tùy từng loại ạ. Nó kêu nó dùng.